trên hình ảnh video các bác thấy là con máy xúc đang cấp liệu vào cái sàng rung kia. Sau đó sẽ ra hai băng tải. Đá ở trên thì nó sẽ được lọc và theo băng tải này và tập kết ở đây. Còn những cái cỡ hạt nhỏ hơn, bột, mạt thì lọt xuống dưới và theo cái băng tải đặt ở dưới, đó là dưới kìa. Và sẽ theo băng tải này và tập kết ở đống này. Đây là một cái mô hình, một cái sàng nhỏ cấp liệu bằng máy xúc nhé. Sử dụng là động cơ phát, sử dụng máy phát điện chạy bằng dầu diesel. Đấy, sử dụng máy phát điện các bác nhá. Đấy, cái máy phát điện nó đang phủ ở cái bạt xanh này kìa. Để chạy cho motor, hai cái motor băng tải và một cái motor sàng rung. Ba motor nhá. Và sử dụng máy phát điện chạy sử dụng động cơ diesel. Cấp liệu bằng máy xúc Hitachi. Đấy, những bác nào trong nghề thì biết rõ ngay cái màu kia kìa. Màu kia là màu đặc trưng của máy xúc của hãng thương hiệu Hitachi. Đấy. Còn phía xa xa kia là màu vàng là của dòng Komatsu. Đấy, lượng đá chảy rất là nhanh, chả mấy vào đầy cái đống này. Đây xong thì lại quăng cái đống này sang cái đống này, tập kết sang bên này để lấy bãi chứa để sang tiếp. Đá kia cũng vậy, đá kia thì nhiều sẽ cho xe chở đi. Công tắc sàng để lấy đá nhá. Máy xúc Hitachi. Con này là Hitachi 220. Đấy, cái sàng hình ảnh cái sàng, đây là cái sàng rung này, băng tải đây. Tôi sẽ lại quay gần cái sàng rung cho các bác xem nhé. Trên này đây là cái sàng rung này, đây là cái motor để que quả băng này để làm cái sàng nó rung. Đổ khi mình đổ liệu vào thì nó sẽ rung, nó sàng lọc đá ra, và đây là nó, cái đất nhỏ nó sẽ rung xuống dưới, rơi xuống dưới. Giống như kiểu là mình sàng sẩy bằng sàng, mình sàng gạo, sẩy gạo ấy. Và cái này nó cũng giống như kiểu là cái máy tuốt lúa. Rơm ra rơm mà lúa ra lúa này. Cái rung này, rung này. Nó giống như kiểu cái máy tuốt lúa. Đấy, đây sử dụng motor.